chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm món bao chiên mayonnaise với phô mai que và tương cà hoài liệu mới của mình nữa nha các bạn. Có hai ngồi đợi nữa kìa, và bong bóng nữa. Đây là bánh bao, có bánh bao không nhân, bánh bao không nhân với bánh bao bí đỏ, hay quá, với bánh bao trứng cút, bánh bao đậu xanh, bánh bao đậu xanh. Sao không có vậy? Bữa con ăn hết rồi, bữa bánh bao trứng cút ngon quá, mùi ăn hết rồi, giờ mùi đòi nữa đâu ra. Ta không biết bánh bao đó là bánh bao gì. Cô mới quay nha, cho mùi nha. Ăn xong giờ đi ngủ thôi. Đi, bỏ mồm nữa. Bỏ nhà thứ, hạ nhà thứ ngủ thôi. Anh hai ơi, chung vô. Chung vô tóc dài. Hai chung vô. Chung vô để có hai tóc dài. Chấm mồm ra, chấm mồm ra. Chấm mồm. Ngon nè. Đó, che liều lại, che liều lại. Anh nha. Hai em ngủ đi, hai em ngủ đi. Bảo bị gì vậy? Bảo bị gì vậy? Rồi, chung vô luôn hai ơi. Ngủ thôi. Chuyện gì đây? Nằm xuống đi. Hãy nằm xuống luôn, nằm xuống luôn. Ôi, ngủ đi. Yên tâm. Không bị muỗi cắn luôn á. Cái lều của muỗi khỏi bị muỗi cắn luôn. Bye bye. Bye bye. Bye.